Hiệp 1 của trận đấu giữa Tuấn Linh và Sacombank quận 9 chính thức bắt đầu. Ở bên phía tổ thi đấu của Tuấn Linh gồm có số 97 Trung Trực. Đây là một cái chúng ta không hề bất ngờ một chút nào cả. Bên phía Tuấn Linh đang cầm bóng xử lý quá hay. Và như vậy là một quả đá phạt dành cho cầu thủ Tuấn Linh. Vừa rồi người phạm lỗi đó chính là Bá Nhã. Hậu vệ trung vệ đội trưởng của cầu thủ Tiến Linh. Đường chuyền dứt điểm quá hay. Vâng, một pha sút điểm dứt điểm quá hay đến từ cầu thủ mang áo số 10. Và ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì cầu thủ Tuấn Linh đã có được bàn thắng dành cho mình. Người ghi bàn dành cho đội bóng áo đỏ đó chính là Viết Hải. Thế một lần nữa thì chúng ta phải dành lời khen cho siêu phẩm vừa rồi của Viết Hải. Phải nói nó rất đẹp. Và đẹp như thế nào thì chắc chắn tôi sẽ không ví với Ngọc Trinh nữa. Rất hay, đã qua một người đường chuyền. Cột hai không vào. Rất hay. Có cầu thủ di chuyển ở bên phía cánh phải. Dứt điểm ngay. Quá hay, không vào. Vâng, sải chân của Chí Hùng là lý do đã cứu thua cho Sacombank quận 9. Lại là một pha bóng mà bên phía Tuấn Linh quá thoáng ở bên phía cánh trái. Đường chuyền chắc chắn là có bàn thứ hai. Vâng, những pha phối hợp và những pha đi bóng quá tự tin, quá bản lĩnh đến từ Xuân Du, người đội trưởng của Tuấn Linh. Đường chuyền của Chí Hùng. Đi bóng vẫn còn. Dứt điểm ngay. Vừa rồi là cú la chân của Văn Ngọc. Cú sút không vào. Vẫn có một cái khe hở để cho Văn Phòng có thể dứt điểm. Đáng tiếc là đã có một cầu thủ Tuấn Linh đứng chờ sẵn ở đó. Dành cho Sacombank. Đi bóng khoảng trống dứt điểm không vào. Vâng, rất đáng tiếc dành cho Văn Ngọc. Vừa rồi thì anh đã tự tin đi bóng vào trong và thực hiện một cú sút, nhưng bóng lại đi ăn ra má ngoài hơi nhiều. Tiếp tục là Văn Ngọc. Văn Ngọc đang lùi về khá sâu. Một trong những cầu thủ có kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt bên phía Sacombank. Vâng, một pha bóng mà cá nhân Văn Ngọc đã xử lý cực kỳ tự tin và đưa quả bóng đi rất cuộn. Cú dứt điểm thẳng rất nguy hiểm. Vâng, vừa rồi là cú sút theo kiểu lườm rau gắp thịt đến từ cầu thủ mang áo số 37. Đó là trường hợp của Thanh Trọng. Tổ chức được lối chơi. So với những phút đầu tiên họ đã phải chịu ép sân. Được một không. Đi bóng vào trung lộ. Không được rồi. Đây là Xuân Du. Xuân Du kéo bóng, Xuân Du đẩy bóng cho Quốc Huy. Dứt điểm không vào. Một pha phản công nhanh, hai cái bóng áo đỏ đánh ba cái bóng áo xanh, gần như là có khoảng trống. Tiếp tục là lên bóng dành cho cầu thủ Tuấn Linh. Quốc Huy chân trái. Vâng, Quốc Huy đang có quá nhiều không gian khoảng trống để anh có thể tự do. Những pha đi bóng quen thuộc của tiền đạo mang số 17. Vâng, bóng phản công đây rồi. Viết Hải đang cầm bóng. Quốc Huy 3-0, chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, lần này thì Quốc Huy đã có một món quà tặng lại cho người đồng đội đội trưởng của mình, đó chính là Xuân Du. Ở trong bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số lên 2-0 thì Xuân Du là người kiến tạo cho Quốc Huy.
Bây giờ thì chính đội trưởng Xuân Du là người đã trực tiếp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Một pha phản công mà Viết Hải đã rất tự tin đi bóng. Và sau đó là một pha phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn giữa bộ đôi Quốc Huy và Xuân Du. Tinh thần của Sacombank quận 9 sẽ như thế nào trong những phút tiếp theo? Họ cần phải hô hào và đẩy cao tinh thần. Tiếp tục là Quốc Huy. Quốc Huy! Vâng, Quốc Huy có cú đúp quá tuyệt vời. Vâng, chống trải quá. Chúng ta có thể thấy là Quốc Huy đang chơi. Quốc Huy đang tận hưởng trên sân bóng Bình Thành Sport Park. Và đây là Bá Nhã. Cú đá rất hay. Vâng, bóng đã chạm vào tay. Bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của thủ thành Viết Duy. Và tiếp tục sẽ rất căng thẳng. Cú đá thẳng, không qua được hàng rào. Và đúng lúc này thì hiệp 1 của trận đấu giữa các cầu thủ Tuấn Linh và Sacombank quận 9 đã chính thức khép lại. Tạm thời thì tỷ số đang là 4-0 nghiêng về phía các cầu thủ Tuấn Linh. Cú đúp của Quốc Huy cùng với đó là hai bàn thắng đến từ Viết Hải và đội trưởng Xuân Du, nhờ cú đúp của tiền đạo Quốc Huy và hai pha lập công của Viết Hải và Xuân Du. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem Sacombank quận 9 họ sợ anh quận 9 với những pha phối hợp hay là những tình huống đi bóng. Đội chuyền hay, dứt điểm ngay. Đây rồi, tín hiệu tích cực dành cho đội bóng áo xanh Sacombank. Vâng, bất ngờ Văn Duy là người có mặt ở trong vòng cấm. Bước qua hiệp thi đấu này, Văn Duy là người đã được đẩy cao và anh sẽ chơi cắm ở trên hàng tấn công của Sacombank quận 9. Và vừa có một chút sự thay đổi về mặt chiến thuật thì đội bóng này đã có được một bàn rút ngắn tỷ số. Bóng cực kỳ nhanh. Đi bóng, dứt điểm ngay. Đây là Bá Nhã. Đường chuyền vào, đánh đầu. Bóng hướng đến cầu thủ cao nhất. Trung Trực và Thanh Trọng là hai người được đưa ra nghỉ. Và Trung Nghĩa cùng với đó là Huỳnh Đức là hai người được đưa. Nhìn một cách tổng thể thì bên phía Sacombank quận 9 đang rất có lợi thế về mặt tinh thần. Họ đang cầm bóng được nhỉnh hơn rất nhiều. Bá Nhã đã vượt qua, dứt điểm ngay. Lại đi trúng vào người của Thu Thanh Ngọc Tài. Cái chân trái của Bá Nhã. Tiếp tục là sự thay đổi người. Lần này thì Quốc Huy là người rời sân. Cùng với đó là sự hiệu quả. Xuân Du khoảng trống đây rồi. Vâng, dứt điểm vào. Huỳnh Đức là người đã nâng tỷ số lên thành 5-1 dành cho FC Tuấn Linh. Vâng, đội bóng áo đỏ đã tràn lên phần sân của đối phương, không chơi một cách chịu trận nữa. Và họ đã có được thành quả. Khoảng cách một lần nữa được thiết lập là 4 bàn. Dứt điểm ngay. Vẫn còn. Dứt điểm. Vẫn không vào. Văn Ngọc xử lý đã qua được rồi. Văn Ngọc không thành công. Vâng, đó là một tình huống can thiệp của Viết Hải đối với Văn Ngọc. Vâng, ôi. Một cú ngả bàn đèn của Văn Duy. Đó là bàn thắng thì có lẽ là một trong những bàn đẹp nhất từ đầu giải đến bây giờ. Mình. Đường chuyền, hào hớn. Vâng, quá nhiều những cầu thủ áo đỏ. Tiếp tục là tình huống dứt điểm. Và đây rồi,
Vâng, 3 tháng đến ở thời điểm cực kỳ quan trọng, cực kỳ quý giá dành cho Sacombank quận 9. Minh Hoài là người đã lập công. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Vâng, với mặt trận sân 7, với mặt trận sân 7 thì tỷ số 5-2 thì chưa chắc các cầu thủ Tuấn Linh đã ra về chọn mẹ 3 điểm đâu. Vâng, Sacombank quận 9 họ đang tập cũng cực kỳ nhiều là phương án. Đá thẳng, không vào. Và một quả đá rất cuộn, nhưng đáng tiếc là vẫn hơi cao hơn so với khung thành. Vẫn đang ép sân. Được chuyền của Bá Nhã, bóng hướng đến Văn Duy. Vẫn là Văn Duy. Tuyệt vời Văn Duy ơi. Vâng, tỷ số là 3-5. Thời gian vẫn còn 2 bàn cho tôi. Vâng, vừa rồi thì trung vệ của các cầu thủ Tuấn Linh đã mắc sai lầm để cho Văn Duy có một khoảng trống quá lớn. Một cú đá rất mạnh của chàng tiền đạo báo số 3. Đây rồi, vẫn là Hảo Hớn đang yêu cầu các học trò của mình chơi. Tiếp tục là Văn Duy. Hảo Hớn. Hảo Hớn. Vẫn còn một bàn thôi. Vẫn còn đúng một bàn thôi. Vâng, bây giờ thì trận đấu của chúng ta sẽ đẩy lên căng thẳng ở báo động đỏ. Ta phát cấp cho đội bóng áo xanh. Như vậy, đã có nơi, chưa có bàn thắng cho Sacombank. Tuấn Linh đã hiệp 2 là một hiệp đấu của Sacombank của 9 Văn Duy. Đây rồi, không, vẫn đang là Văn Duy, không vào. Rất tay, vô cùng hợp dân cho trận đấu. Sẽ có những phút bù giờ bởi những thời khắc, những khoảng thời gian thử thách bản lĩnh của Tuấn Linh. Và cũng là khoảng thời gian để cho tinh thần đoàn kết của Sacombank quận 9 giữ thay đổi. Rất tiếc, vẫn còn rất cố gắng. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết tại trận đối đầu giữa Tuấn Linh và Sacombank quận 9. Xin chúc mừng đội bóng của Tuấn Linh. Và không sao cả, anh em Sacombank quận 9 chúng ta đã chơi một trận cầu rất hay, rất công hiến. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của vòng 1, màn đối đầu giữa Hiệp Thành và các cầu thủ Borussia Sài Gòn.